Hi, xin chào các bạn nha. Các bạn ơi, ở đây hôm nay mình có rất là nhiều đồ chơi con vật luôn nè các bạn. Wow, các bạn thấy đã chưa? Mình có rất là nhiều đồ chơi. Những cái con vật có những cái tên rất là khác nhau luôn các bạn ơi. Nhìn rất là xịn sò luôn. Để mình cho các bạn xem nha. Đây là một chú voi. Chú voi có cái vòi, có cái tai và cục cái đuôi mắt rồi các bạn ơi. Rồi, mình sẽ cho nó vào cái rổ đây nha. Wow, đây là có một bát lợn rừng nữa nè các bạn ơi. Bát lợn rừng có hai cái nanh rất là to luôn. Đây có một bạn gà trống nữa nè. Wow, để là bạn gà trống gái cho các bạn nghe nha. Wow, các bạn ơi, bạn gà trống gái rất là to luôn. Ở đây mình có một con khủng long bầu chúa cổ dài, rất là xịn sò luôn nè các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, các bạn biết con gì không? Đây là một con hổ chúa tể của rừng xanh. Wow, đồ chơi của 25 rất là xịn. Wow, mình sẽ cho cá vào cái rổ luôn nha. Đây là có một đồ chơi hình con rùa này các bạn ơi. Đây là có một con hươu có sừng. Wow, các bạn ơi, đây là một con khủng long bầu chúa màu đỏ. Chà, còn khủng long bầu chúa nó nhìn có rất là nhiều cái răng rất là hung dữ luôn này các bạn ơi. Wow. Ai, đây là có một bạn sư tử nè. Bạn sư tử. Các bạn ơi, đây là một con khủng long T-Rex lưng gai. Đuôi gai các bạn ơi. Chà. Còn đồ chơi khủng long T-Rex rất là xịn sò luôn nè. Wow, các bạn biết con gì đây không? Đây là một bạn chim cánh cụt chip. Wow, bạn chim cánh cụt chào các bạn đó nha. Đây là tiếp tục mình lại có một con khủng long T-Rex đu gai nữa nè các bạn ơi. Hai con khủng long T-Rex đu gai luôn. Đây là một con gì? Một con báo đốm xe khan này các bạn. Ai, các bạn biết cái con gì đây không? Đây là một con cá đuối. Wow, con cá đuối rất là đẹp luôn. Nó bơi ở dưới biển đó các bạn ơi. Tiếp theo đây là mình có một bạn vịt màu trắng nè các bạn ơi. Một bạn vịt màu trắng rất là đẹp luôn, rất là dễ thương nha. Các bạn biết con gì đây không? Đây là một con tôm hùm Alaska. Một con tôm hùm nó bơi ở dưới biển luôn nè các bạn ơi. Đây là có một em heo con, một ác nè các bạn ơi. Các bạn biết cái con gì đây không? Đây là một con hà mã, nó có bốn cái răng luôn này các bạn ơi. Há cái miệng rất là to luôn nha. Đây là một bạn ếch xanh khổng lồ. Ếch ộp. Các bạn ơi, đây là có một bác rồng nữa nè các bạn ơi. Một bác rồng ngọc màu trắng, màu đỏ và màu hồng, rất là đẹp luôn nha. Các bạn ơi, đây là có một con cá hổ có rất là nhiều cái răng hung dữ luôn này các bạn. Theo đây là có một con khủng long lưng gai. Khủng long lưng gai múa nhảy luôn các bạn ơi. Các bạn biết con gì đây không? Đây là một bạn ngỗng nha. Các bạn, đây là một anh hươu cao cổ nè. Các bạn ơi, đây là một đồ chơi bỏ binh con bò. Bò. Các bạn ơi, các bạn biết con gì đây không? Trên lưng nó có ai cơ bướu luôn này các bạn ơi. Và đây là một con lạc đà nha. Và các bạn ơi, đây tiếp tục là có một con hổ nữa nè. Wow, một con hổ đồ chơi bằng cao su. Ai, các bạn, đây là một anh ngựa vàng màu trắng nè các bạn ơi. Ngựa vàng nhảy croc. Wow, dưới đây lại có một con khổng lồ. Các bạn xem nè. Wow, đây là một con khổng lồ nha các bạn nha. Các bạn biết con gì không? Đây là một con cá sấu khổng lồ, có rất là nhiều cái răng sắc nhọn và hung dữ luôn nè các bạn ơi. Wow, cái răng của nó rất là hung dữ luôn nha các bạn nha. Đây là một con cá sấu khổng lồ của rừng Amazon. Wow, rất là xịn sò luôn.
các bạn ơi, có rất là nhiều đồ chơi con vật có những cái tên rất là khác nhau luôn nha. Bây giờ mình sẽ đem những đồ chơi con vật đây về mình chơi nghe các bạn nha. Hẹn các bạn ở video tiếp theo nha. Bye bye.